Thưa quý vị và các bạn, mở đầu phần tin tức từ sáng đến tối ngày hôm nay là những thông tin mới nhất về tình hình thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào chiều nay ngày 12 tháng 6, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía nam đảo Hải Nam Trung Quốc đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 2 năm 2021 và có tên quốc tế là Koguma. Bão sẽ chính thức đổ bộ vào sáng mai và gây mưa trên diện rộng ở miền Bắc. Chiều nay 12 tháng 6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ vĩ bắc, 109,0 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 60 đến 75 km/h, giật cấp 10. Dự báo trong vòng 12 giờ tới, bão Koguma di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km, đi vào vịnh Bắc Bộ. Đến 1 giờ ngày mai 13 tháng 6, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển khu vực từ Hải Phòng đến Nghệ An. Sau đó bão di chuyển vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh thành khu vực đông bắc bộ và bắc trung bộ rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Cơ quan khí tượng cho biết, từ chiều nay đến ngày 14 tháng 6, các tỉnh Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 80 đến 150 mm một đợt, có nơi trên 150 mm. Riêng khu vực phía Nam Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hòa Bình, Phú Thọ có thể lên đến 150 đến 250 mm một đợt. Tại Hà Nội, mưa rông xuất hiện từ chiều nay và kéo dài đến 14 tháng 6 các chuyên gia cảnh báo hiện tượng gió giật mạnh đi kèm trong cơn rông có thể làm gãy đổ cây xanh trên các tuyến phố ngoài ra mưa lớn trong khoảng thời gian ngắn gây nguy cơ ngập cục bộ cho một số tuyến phố ở nước